Chào các bạn, có một nhân vật trong khách sạn huyền bí. Thoạt đầu nghe tới xác ướp ai cũng sợ hết trơn, nhưng tạo hình thì lại đáng yêu không đỡ nổi. Đó chính là bạn Murray. Yeah! Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau tập vẽ bạn Murray bụ bẩm nhé. Đầu tiên mình vẽ đầu cho bạn ấy, thêm những đường cong cong. Các bạn đoán ra là gì không? Là cái miệng đang cười toe toét đó nha. Tiếp đến, tụi mình vẽ tay và thân cho bạn Murray nào. Các bạn chú ý vẽ theo mình nhé. Giờ thì cần vẽ thêm những đường cong nằm ngang cho giống những mảnh vải quấn quanh người. Rất đơn giản phải không nè? Ta-da! Bắt đầu vào tô màu thôi nhé. Các bạn dùng màu xanh lá tô cho mắt nè, màu vàng tô cho những chiếc răng nhỏ, màu đen tô cho miệng, màu xám tô cho toàn thân bạn Murray như hình nha. Chú ý tô cho thật khéo để không bị lem đó. Vậy là tụi mình đã vẽ xong bạn Murray rồi. Nhìn bạn ấy vui chưa kìa. Ngoài ra, để được gặp Murray thật sống động và hài hước như thế nào, các bạn nhớ đón xem phim Khách sạn huyền bí phần 3. Chúc các bạn xem phim thật vui. Bye bye.